Chương trình tác giả và tác phẩm hôm nay được sự bảo trợ của Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Garden Grove với bác sĩ Kim Lai, Phai Japan với Đông Trùng Hà Thảo, chiến thuật gia và quân sư thuế vụ Michael Đào CPA từ năm 1984 có chương trình hỗ trợ của chính phủ, Be Health and Beauty với Trang Yến Vi về nhiều sản phẩm tốt. Vi xin đại diện cho ban tổ chức LTS Channel kính chào quý khán thính giả khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Vi rất hân hạnh được có dịp gặp gỡ mọi người qua màn ảnh nhỏ để giới thiệu chương trình tác giả và tác phẩm đầu tiên với dòng nhạc của Hạ Đỏ Bích Phượng về tình yêu, con người và cuộc sống. Trước hết thì thưa quý vị, bản nhạc vừa rồi là Chiều Tàn Loãng của Hạ Đỏ Bích Phượng đã được ban nhạc Lung Tung Sen hòa tấu quá hay. Và trước khi mà có cái tên Lung Tung Sen này thì Trang Vi chút nữa sẽ hỏi nhạc sĩ Doanh Huỳnh tại sao ngày hôm nay có cái tên Lung Tung Sen vào trong cái chương trình này. Và bây giờ thì Trang Vi xin mời quý vị cùng theo dõi các nhạc sĩ drum Doanh Huỳnh, bass U Minh Kiệt và lead guitar Tuấn Châu, piano key Vũ Trần và violin Thanh Thảo, guitarist là Phương Thảo. Thưa quý vị, có lẽ là quý vị xem nhiều show nhạc livestream mỗi tuần vào ngày thứ ba, thấy ban nhạc Lung Tung Sen và ca sĩ rất là tự nhiên, đàn hát thoải mái, phải không thưa quý vị? Và bên cạnh thì chương trình nhạc Lung Tung Sen vào ngày thứ ba thì LTX Channel xin phục vụ quý vị thêm một show mới. Và ngày hôm nay là ngày bắt đầu cho chương trình tác giả và tác phẩm. Tạm thời thì quý vị mỗi tháng có một show vào ngày thứ năm. Đặc biệt là chương trình của LTS Channel là live và live, có nghĩa là hát trực tiếp thưa quý vị. Và mục đích chương trình tác giả và tác phẩm ngày hôm nay đầu tiên được chúng tôi chọn là nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng. Được biết chị sáng tác thơ văn
từ lớp đệ thất môn văn chương và đi vượt biên đến Mỹ năm 1980. Là một thuyền nhân, Hạ Đỏ Bít Phượng viết nhạc vào năm 2000 sau khi học music ở trường Mỹ. Đến nay thì chỉ có khoảng là 100 bản nhạc gồm có nhạc tình và một số nhạc phẩm về con người theo các sự kiện mang tính cách lịch sử và nhân văn. Chánh Vi sẽ lần lượt mời quý vị thưởng thức. Vâng, nhưng trước hết thì Chánh Vi đại diện cho ban tổ chức cảm ơn các vị mạnh thường quân, các công ty bảo trợ đã giúp cho chúng tôi thực hiện được chương trình đầy ý nghĩa hôm nay như sau. Go Glove Manufacturing, Mr. and Mrs. Ấn và Nga. The Bowling Club Las Vegas, Mr. and Mrs. Dũng và Thủy. Và anh Tuấn Phạm, founder and chairman of the board of the Voice of the Viet Vegas. Và kính thưa quý vị, sau đây thì Chánh Vi đã giới thiệu những cái cơ sở thương mại rồi. Thì Chánh Vi sẽ trở lại để mời quý vị cùng theo dõi nhạc phẩm, những dòng nhạc của Hạ Đỏ Bít Phượng. Chúc mừng năm mới. Nhân dịp xuân về, Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Garden Grove, ông bà bác sĩ Kim Lai cùng toàn thể nhân viên xin kính chúc người Việt trong nước Mỹ và trên toàn thế giới năm 2022 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Garden Grove với sự tận tâm, bàn tay khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm của bác sĩ Kim Lai sẽ tiếp tục giúp cho quý vị được mãi mãi trẻ đẹp, xinh tươi, rạng rỡ. Xin gọi tham khảo miễn phí 714-636-3388 hoặc 714-590-1949. Xin cảm ơn quý vị. Chiến thuật gia và quân sư thuế Magda CPA xin loan báo tin vui, chương trình chính phủ hỗ trợ tiền cho các doanh nghiệp đóng thuế lợi tức từ 7.500 đô trở lên hàng năm, đóng thuế từ 7.500 đô mỗi năm trở lên mà không phải hoàn lại. Văn phòng chiến thuật gia và quân sư thuế Magda CPA xin kính mời. Bạn có muốn trở thành tiên? Glutathione, đầy độc tố tái tạo tế bào đang bị hủy hoại, cân bằng máu huyết, nâng cao sức đề kháng, làm mẹ của cải thiện lão hóa. Với Glutathione, tôi tự tin với sức khỏe và sắc đẹp của tôi. Hãy gọi 714-316-9900, 714-316-9900 hoặc 951-768-2979, 951-768-2979. Cảm ơn quý vị yêu thích 9 CD của Hạ Đỏ Bích Phượng trong những năm qua như Love, True Love, L'Amour Sincère, Đến Vì Tình, Purple Love, Những Chân Tình, Giving Love, Tâm Tình và Lời Cầu Xin Trong Tình Yêu Thương. Để tiếp tục hành trình âm nhạc và đáp lại lòng yêu thương của quý vị, Hạ Đỏ Bích Phượng xin trân trọng giới thiệu USB và bộ CD mới Tình Em Tỏa Sáng trong tháng tới. Mọi chi tiết đặt mua CD hay ủng hộ bảo trợ xin gửi tin nhắn ở 714-293-1294, 293-1294. Hạ Đỏ Bích Phượng xin trân trọng kính mời. Lung Tung Sen thân chào quý khán giả. Để mang niềm vui tới như những món ăn tinh thần sảng khoái hàng ngày dành cho các bạn, Lung Tung Sen chúng tôi với tiêu chí vui là chính, vui thật vui là 10, đang có các chương trình livestream Lung Tung Sen với các ca sĩ khách mời đặc biệt vào thứ ba hàng tuần lúc 7 giờ tối giờ Cali.
Chương trình Thâu Lai cùng LTX Band dành cho các bạn có đam mê ca hát và các dịch vụ hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham gia trở thành LTSer để download library nhạc hàng tháng của LTSer và theo dõi các hoạt động đặc biệt của Lung Tung Sen. Vui là chính, vui thiệt vui là mười. 1, 2, 3, yo! Trấn Vy xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tác giả và tác phẩm đầu tiên của LTS Channel mang chủ đề Love for My Heart, tình em thiết tha với dòng nhạc của Hạ Đỏ Bích Phượng. Thưa quý vị, ba bài nhạc trong phần đầu sẽ đưa quý vị về những kỷ niệm hành trình vượt biển, về lòng thương nhớ quê hương sau khi đặt chân đến nơi bến bờ tự do ở hải ngoại. Vâng, 47 năm xa quê hương, nhưng làm sao tác giả có thể quên được bà mẹ quê Việt Nam đong đưa nhịp võng với đôi mắt buồn xa xăm, trông đợi ngày con mình trở về. Làm sao quên được cội nguồn nước Việt Nam trải dài ba miền mưa nắng. Mưa Hà Nội khiến lung linh Hồ Gươm nghìn đời. Dòng sông Hương trôi nón em về thành Huế đẹp. Tà áo em bay khắp phố Sài Gòn, thơm ngát hạt lúa miền Nam. Để rồi ở hai đầu thương nhớ, tác giả đã vẽ ra hình ảnh cảm động về bà mẹ Việt Nam thao thức như đang nhìn con muộn phiền với ước mơ bình yên và thắp đầy ánh sáng quê hương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Thương nhớ quê hương với hai tiếng hát trong sáng nhưng đầy nội lực của ca sĩ Bích Vân và Đoàn Phi. Vẽ không
gian bình yên đầy ánh sáng quê khi chiến tranh chấm dứt 30 tháng 4 năm 1975. Bao triệu người phải liều mình mạng sống, xa rời quê hương bằng nhiều phương tiện. Từ năm 1978 đến năm 1990 là 2 năm cao điểm người dân miền Nam phải vượt biên bằng tàu. Và năm 1979 thì tác giả Hạ Đỏ Biết Phượng đang là một giáo sư trung học dạy môn văn, vừa trẻ vừa xinh, nhưng phải khóc thầm, gạt lệ chia tay với cha mẹ và các em học sinh để cùng với em trai đi vượt biên. Là một thuyền nhân, 15 ngày trôi London trên biển, nhưng thuyền cô được may mắn cuối cùng đến Indonesia bình yên. Tuy nhiên thì trong sự đồng cảm khi lắng nghe nhiều câu chuyện thương tâm về một người phụ nữ, về những sự mất mát của nhiều gia đình, Hạ Đỏ Biết Phượng đau lòng nhất là câu chuyện trên biển của người bạn. Phải nhìn vợ chàng trôi theo dòng nước, chàng muốn cứu và cố níu lấy bàn tay vợ, nhưng than ôi, dòng nước xoáy mạnh. Chàng đành bất lực nhìn theo những sợi tóc đen rũ mềm trên biển và mất hút. Để rồi mấy mươi năm trôi qua, thuyền nhân xưa sống ở hải ngoại với trái tim hoài cảm vẫn còn luôn thương nhớ người vợ vạn số của mình. Ngồi bên biển vắng, dù người tan theo ngày tháng vô hình, nhưng tình yêu còn sống mãi, vì đại dương vẫn còn và tình em vẫn là sóng vỗ. Và thưa quý vị, đó là câu chuyện Hạ Đỏ Biết Phượng kể lại trong bài nhạc Tình Em Là Sóng Vỗ, với giọng hát truyền cảm đầy sâu lắng
của ca sĩ Anh Tuấn đến từ San Jose. Biển ơi biển hỡi, sao biển vẫn chơi vơi? Hoàng hôn đang chìm xuống tâm hồn, ngọn sóng trào dâng mãi trong tôi, gợi lại bao xót xa cuồn cuộn thương nhớ. Người ơi người hỡi, sao người vẫn xa xăm, bỏ tôi bên dòng nước âm thầm. Hạnh phúc giờ bay mất trên cao, còn lại tôi với tôi và biển sóng quanh mình. Nhớ năm xưa ngoài khơi, tóc em đen dòng hương, bàn tay em cô níu, sóng xô em là tôi. Biển ơi biển hỡi, vẫn không quên được người. Ngồi bên biển vắng, gió lạnh xoáy tâm tư, dù người tan theo ngày tháng vô hình, nhưng tình yêu còn sống mãi trong đại dương vẫn còn, và tình em vẫn là sóng. Bàn tay em cô níu, sóng xô em là tôi. Biển ơi biển hỡi, xác em trôi về đâu, dù mấy mươi năm qua, nhưng lòng tôi vẫn không quên được người. Ngồi bên biển vắng, gió lạnh xoáy tâm tư, dù người tan theo ngày tháng vô hình, nhưng tình yêu còn sống mãi trong tôi, vì đại dương vẫn còn và tình em vẫn là sóng vỡ. Vì đại dương vẫn còn và tình em vẫn là sóng vỡ.
Ngày tháng trôi qua, năm 2003, Hạ Đỏ Bích Phượng là sứ ngôn viên đài truyền hình ở Nam California. Thỉnh thoảng ra ngoài cộng đồng làm phóng sự sinh hoạt, và sau một buổi quay phim sinh hoạt chợ hoa Tết đông người, cô cảm thấy chơi vơi và cô đơn, lạc lõng giữa xứ người. Cô đứng giữa một quê hương thứ hai đất trời, lồng lộng, nhưng lại bị choáng ngợp trước ánh đèn lẫn màu sắc và nhiều ánh mắt xa lạ của người bản xứ. Cô nhìn lại nội tâm mình và mùa xuân chung quanh, rồi thổn thức như sau: tôi đi lá rụng đơn côi, làm sao ai hiểu dùm tôi cõi lòng. Lá nào bay vào hồn tôi, cho tình yêu người theo dòng nước trôi. Tôi đi, đi mãi bên trời, xuân nào vô tận, chơi vơi xứ người. Thật là cảm động khi những câu thơ lục bát của Hạ Đỏ Bích Phượng, mềm như những chiếc lá bay phất phơ trước gió xuân, như một lời thì thầm bên tai của những người. Lữ khách xa quê hương, Chán Vi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuân Nào Vô Tận với giọng hát quyến rũ trái tim người nghe, với nữ dân ca Hương Lan. Tôi đi, đi mãi không
tôi đi, đi mãi không dừng. Nơi nào vô tận bơ vơ sương mù. Tôi đi, đi mãi. Vô tận bơ vơ sương Vâng, thưa quý vị, sau đây Trấn Vy xin mời quý vị theo dõi, ủng hộ cho vài business bảo trợ cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và Trấn Vy sẽ trở lại trong chốc lát. Chúc mừng năm mới! Nhân dịp xuân về, Trung tâm Giải Phẫu Thẩm Mỹ Garden Grove, ông bà bác sĩ Kim Lai cùng toàn thể nhân viên xin kính chúc người Việt trong nước Mỹ và trên toàn thế giới năm 2022 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Trung tâm Giải Phẫu Thẩm Mỹ Garden Grove với sự tận tâm, bàn tay khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm của bác sĩ Kim Lai sẽ tiếp tục giúp cho quý vị được mãi mãi trẻ đẹp, xinh tươi, rạng rỡ. Xin gọi tham khảo miễn phí 714-636-3388 hoặc 714-590-1949. Xin cảm ơn quý vị. Chiến thuật gia và quân sư thuế Magda CPA xin loan báo tin vui, chương trình chính phủ hỗ trợ tiền cho các doanh nghiệp đóng thuế lợi tức từ 7.500 đô trở lên hàng năm mà không phải trả lại. Hãy mau mau gọi số điện thoại 714-874-9999 để biết thêm chi tiết chương trình chính phủ hỗ trợ cho các doanh nghiệp đóng thuế từ 7.500 mỗi năm trở lên. Hãy mau mau gọi số điện thoại 714-874-9999 để biết thêm chi tiết chương trình hỗ trợ của chính phủ cho các doanh nghiệp đóng thuế từ 7.500 đô mỗi năm trở lên mà không phải hoàn lại. Văn phòng chiến thuật gia và quân sư thuế Magda CPA xin kính mời. Bạn có muốn trở thành tiên? Glutathione đầy độc tố tái tạo tế bào đang bị hủy hoại, cân bằng máu huyết, nâng cao sức đề kháng, làm mẹ của cải thiện lão hóa. Với Glutathione, tôi tự tin với sức khỏe và sắc đẹp của tôi. Hãy gọi 714-316-9900, 714-316-9900 hoặc 951-768-2979, 951-768-2979. Cảm ơn quý vị yêu thích 9 CD của Hạ Đỏ Bích Phượng trong những năm qua như Love, True Love, L'Amour Sincère, Đến Vì Tình, Purple Love, Những Chân Tình, Giving Love, Tâm Tình và Lời Cầu Xin Trong Tình Yêu Thương. Để tiếp tục hành trình âm nhạc và đáp lại lòng yêu thương của quý vị, Hạ Đỏ Bích Phượng xin trân trọng giới thiệu USB và bộ CD mới Tình Em Tỏa Sáng trong tháng tới. Mọi chi tiết đặt mua CD hay ủng hộ bảo trợ, xin gửi tin nhắn ở 714-293-1294, 293-1294, Hạ Đỏ Bích Phượng xin trân trọng, kính mời. Lung Tung Sen thân chào quý khán giả, để mang niềm vui tới như những món ăn tinh thần sảng khoái hàng ngày dành cho các bạn. Lung Tung Sen chúng tôi với tiêu chí vui là chính, vui thật vui là 10. Đang có các chương trình livestream Lung Tung Sen với các ca sĩ khách mời đặc biệt vào thứ ba hàng tuần lúc 7 giờ tối giờ Cali. Chương trình thâu live cùng LTX Band dành cho các bạn có đam mê ca hát và các dịch vụ hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham gia trở thành LTSer để download library nhạc hàng tháng của LTSer và theo dõi các hoạt động đặc biệt của Lung Tung Sen. Vui là chính, vui thật vui là 10. 1, 2, 3, vô!
Mở đầu cho phần 2 về những nhạc phẩm sáng tác trong thời kỳ đại dịch. Thưa quý vị, tháng 3 năm 2019, nạn đại dịch COVID-19 bắt đầu tràn lan khắp thế giới và nước Mỹ. Phố xá vắng tanh, trường học, hàng quán, hãng dưỡng cũng đóng cửa. Có những chuyến xe vội vã trong đêm, đóng kín xác người nhiễm dịch, chở đi vào lòng đất hoặc vào phòng hỏa thiêu. Trong thời gian này thì những chiếc khẩu trang gần gũi với mọi người, dù mang đến sự tự tin, an toàn, nhưng lại che đi vằn môi xinh đẹp. Hạ Đỏ Bích Phượng nhìn xuyên qua rào cản ấy và cảm thấy nỗi buồn khơi dậy. Sao ngồi co ro bên khung cửa sổ? Sao lòng hoang mang nghe đất trở mình? Từng hàng gỗ quan, xác thay lặng thinh, buồn từ bao năm khơi dậy trên môi. Sao người tặng tôi khẩu trang nhạt màu, bao nhiêu niềm đau, môi son thì thào, ôi vầng trăng xa xôi quá, làm sao vẽ tình tôi. Sao nghe tim tôi bồi hồi, khẩu trang lấp vằn môi. Hỡi tình đang gấp hối, mùa thu quá đơn côi, linh hồn tôi bối rối, môi sầu chờ nụ hôn. Và qua lời thơ như ánh trăng tự tình của Hạ Đỏ Bích Phượng ở trên, Trần Vi kính mời quý vị thưởng thức nét đẹp quý phái và giọng hát trầm lắng của ca sĩ Ninh Cát Loan Châu, diễn tả tâm tình tác giả với nhạc phẩm Môi Sầu. Giang tay trong nửa đời, buồn theo đóa hoa rơi, trăng xa xôi dịu vời, làm sao vẽ tình tôi. Bước mòn về thành phố, dừng chân nghe lá đổ, từng dặn đường hư vô, môi sầu hoang mang nghe đất trở mình. Từng hàng gỗ quan xác thây lặng thinh, buồn từ bao năm khơi dậy trên môi. Sao người tặng tôi khẩu trang nhạt màu, sao nhiều niềm đau môi son thì thào, lời nào run run, lời nào than vãn, buồn nào miên man bay về. Tôi như trăng tự tình lẻ
trang lấp vành môi. Hơi tình đang hấp hôi, mùa thu quá đơn côi, linh hồn tôi bối rối, môi sầu chờ nụ hôn. Linh hồn tôi trong tâm tình của người sống trong cơn đại dịch, ai cũng cảm thấy hoang mang, lo sợ, u sầu. Lời cầu nguyện cho sự an toàn, sức khỏe vang lên khắp nơi. Và khi mặt trời lên thì Hạ Đỏ Bích Phượng chỉ biết cầu xin cho năng lượng tỏa sáng, ánh nắng lung linh, nâng cao tâm hồn, tác giả cảm phục và lắng nghe bước chân dồn dập của các y sĩ hy sinh thân mình để cứu giúp cho người bệnh. Có đôi khi thì trong khi cầu nguyện, tác giả cúi đầu tự hỏi, vì sao lời cầu xin như tiếng mưa rơi theo hơi thở tàn? Vì sao cả thế giới đau thương chung, nỗi đau ngập tràn? Vì sao nhiều nghi vấn rai rứt mãi, không nguôi ngoai? Và cuối cùng thì tác giả cũng cầu xin theo tiếng hát chân thành, cúi xin người tha thứ nếu ai gây ra bao lỗi lầm, cầu xin cho mọi người sống thoát bao khổ nạn, ước mơ nhiều hạnh phúc, lại gần nhau thương yêu. Sau 2 năm đại dịch, có lẽ chúng ta luôn cảm ơn Thượng Đế cho mình được may mắn ngồi đây. Và please, tiếp tục cầu nguyện cho những người khác, quốc gia khác vẫn còn đang chống chọi lại cơn dịch COVID-19 biến thể. Xin giới thiệu bài nhạc Hạ Đỏ Bích Phượng sáng tác 2 năm trước. Lời cầu xin số 1 với 2 giọng hát thánh thiện của nha sĩ, ca sĩ Bảo Châu và Rachel Thảo Vi. Bài này được dịch ra English by Professor John Moss và ca sĩ Thiên Tôn. Why?
Thưa quý vị, với nhạc phẩm Lời Cầu Xin số 1 của nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng với phụ họa tiếng đàn guitar của nữ nhạc sĩ Phương Thảo. Rất là hay phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi phần 2 của chương trình tác giả và tác phẩm gồm có vài bài nhạc đánh dấu thời kỳ 2 của 2 năm đại dịch. Thế là mạng sống trong thời gian đại dịch rất là mong manh, khiến cho chúng ta quý trọng và yêu thương nhau nhiều hơn. Nhất là hơi thở của bệnh nhân như là ngọn đèn hiu hắt, phải cần đến máy trợ thở. Và có người phải vào bệnh viện cứu cấp, nhưng rồi không còn được dịp nhìn người thân nữa. Trong sự cách ly, trong niềm đau, mất mát người thân, người thương, biết bao nhiêu người khóc than, tiếc nhớ, Hạ Đỏ Bích Phượng cũng đã ghi xuống dòng nhạc về sự ly biệt này. Anh yêu ơi, mai đây không có anh, nhưng em nghe tiếng anh trong đêm khuya. Ký ức về anh sẽ không bị chôn vùi. Hãy nhớ cho tình em như ánh trăng mãi không tàn. Tác giả cũng phóng tác và ý tưởng English by Anna Cha. Tomorrow's my life is so empty. Your whispers is always in my ears. All memories can't be buried. My love for you will never, never die. Hãy chia sẻ và lắng mình nghe nhạc phẩm Về Cõi Bình Yên, It's a Heart to Say Goodbye, với giọng hát thiên thần nhưng lại da diết và đầy cảm xúc trong điệu chat với bác sĩ, ca sĩ Vasa Diệu Nga. One, two, three, four.
cho anh giấc ngủ thiên thu. Cõi lòng hôm nay như vỡ nát, mất giây phút lạnh này, bắt em muốn mà lệ rơi, nhưng dấu buồn xót xa thân phận mình. Quý vị nhớ trong năm đầu đại dịch 2019, chúng ta phải co mình, lo sợ vì Covid-19. Nhưng cũng trong năm này thì khoảng tháng 6, phong trào biểu tình rộ lên về sự phân biệt màu da chủng tộc, lại thêm những vụ đập phá cửa hàng, rồi đốt xe, cướp bóc, đánh đập, giết người. Hạ Đỏ Bích Phượng cảm thấy lòng bất ổn, nhất là theo dõi tin tức về các cuộc bạo loạn, violence liên tục mỗi ngày. Cô nhận thấy nhiều con người mất đi những niềm tin, đức tin, đồng thời cô mãi suy nghĩ về mạng sống qua mọi người và mọi loài. Rất quan trọng và cần được trân quý. Thế là bài nhạc Niềm Tin và Mạng Sống được cô sáng tác. Lần này thì Hạ Đỏ Bích Phượng chỉ viết lyrics thật đơn giản cho sát và thật với đời thường. Nhưng cô bảo dạn đặt theo điệu rock mạnh mẽ cho hợp với khí thế bảo vệ, mạng sống và sinh tồn. Kính mời quý vị nghe lại nhạc phẩm đánh dấu thời gian u tối trong đời sống con người với điệu rock đầy sức sống tự là Niềm Tin và Mạng Sống, cùng hai ca sĩ trẻ có giọng hát đặc biệt với khoảng rộng và cao vút. Đó là ca sĩ Đoàn Phi và Rachel Thảo Vy, từng đoạt giải đặc biệt trong kỳ thi Vietstar của Vietfay TV. Oh.
Làm thơ, viết văn từ khi là teenager, học trung học, tánh khí nhẹ nhàng, tốt bụng và nhiệt tình, hay quan tâm đến người khác. Có lẽ vì vậy, tuy vào lĩnh vực sáng tác âm nhạc muộn màng năm 2000, nhưng cô lại được sự thương yêu quý trọng của các bậc nhạc sĩ đàn anh như là nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Vũ Thần An, nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Trần Quảng Nam, nhạc sĩ Trần Duy Đức, nhạc sĩ Phạm Anh Dũng, nhạc sĩ Hoàng Khai Nhan, nhạc sĩ Liên Bình Định và nhạc sĩ Vũ Hạ. Thưa quý vị, đặc biệt là trong phần 2 về những sáng tác trong thời gian đại dịch, Hạ Đỏ Biết Phượng lại còn có duyên viết lời cho nhạc sĩ nổi tiếng Trường Sa. Và bài nhạc này được hình thành trong bối cảnh Sài Gòn đang bị đại dịch hoành hành cao độ, người bệnh, người chết tăng cao và thành phố Sài Gòn lockdown. Đa số cư dân ở trong nhà cách ly, cũng có một số là đổ xô chạy về quê lánh nạn. Và khi nhận
dòng nhạc này của nhạc sĩ Trường Sa, thì Hạ Đỏ Bích Phượng tưởng tượng mình đang về thăm quê hương trong hoàn cảnh điêu tàn, dịch bệnh. Hạ Đỏ Bích Phượng cảm thấy mình đứng lạc lõng trên chính quê hương của mình, đôi vai nặng trĩu, tình non nước, khóc thầm trong sự im vắng và biệt ly, như tình yêu đang bị tan vỡ, đầy nước mắt giữa thành phố Sài Gòn ngày nào muôn màu và ngày nào lộng lẫy mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông. Chánh Vi xin gửi quý vị lắng đọng tâm hồn với tâm tình của dòng nhạc Trường Sa, lời của Hạ Đỏ Bích Phượng, Nước Mắt Em Sài Gòn, với giọng hát dày dạn và trữ tình của ca sĩ Ninh Cát Loan Châu. Thank you.
Châu cũng xin nhân cơ hội này để cảm ơn chị Hà Đỏ Bích Phượng rất là nhiều. Trong thời gian mà Sài Gòn đang bị đại dịch rất là lớn, thì Châu có gợi ý cho chị Bích Phượng viết một bài về Sài Gòn. Thì chị đã viết bài này rất là hay. Chị ơi, em nghe bài này là em cảm động rất là nhiều. Và cảm ơn ban nhạc Lung Tung Sàng luôn. Chỉ có một ngày tập thôi mà các anh đã giúp chị em hát bài này rất là hay. Xin cảm ơn các anh. Cảm ơn chị Hà Đỏ và cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, sau đây Chánh Vy kính mời quý vị theo dõi, ủng hộ vài business bảo trợ cho chương trình chúng tôi hôm nay. Và Chánh Vy sẽ trở lại trong chương trình chốc lát. Chúc mừng năm mới! Nhân dịp xuân về, Trung tâm Giải Phẫu Thẩm Mỹ Garden Grove, ông bà bác sĩ Kim Lai cùng toàn thể nhân viên xin kính chúc người Việt trong nước Mỹ và trên toàn thế giới năm 2022 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Trung tâm Giải Phẫu Thẩm Mỹ Garden Grove với sự tận tâm, bàn tay khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm của bác sĩ Kim Lai sẽ tiếp tục giúp cho quý vị được mãi mãi trẻ đẹp, xinh tươi, rạng rỡ. Xin gọi tham khảo miễn phí 714-636-3388 hoặc 714-590-1949. Xin cảm ơn quý vị. Chiến thuật gia và quân sư thuế Magda CPA xin loan báo tin vui tin vui. Chương trình chính phủ hỗ trợ tiền cho các doanh nghiệp đóng thuế lợi tức từ 7.500 đô trở lên hàng năm mà không phải trả lại. Xin kính mời. Bạn không muốn trở thành tiên? Glutathione, đầy độc tố tái tạo tế bào đang bị hủy hoại, cân bằng máu huyết, nâng cao sức đề kháng, làm mẹ của cải thiện lão hóa. Với Glutathione, tôi tự tin với sức khỏe và sắc đẹp của tôi. Hãy gọi 714-316-9900 714-316-9900 hoặc 951-768-2979 951-768-2979. Cảm ơn quý vị yêu thích 9 CD của Hạ Đỏ Bích Phượng trong những năm qua như Love, True Love, L'Amour Sincère, Đến Vì Tình, Purple Love, Những Chân Tình, Giving Love, Tâm Tình và Lời Cầu Xin Trong Tình Yêu Thương. Để tiếp tục hành trình âm nhạc và đáp lại lòng yêu thương của quý vị, Hạ Đỏ Bích Phượng xin trân trọng giới thiệu USB và bộ CD mới Tình Em Tỏa Sáng trong tháng tới. Mọi chi tiết đặt mua CD hay ủng hộ bảo trợ xin gửi tin nhắn ở 714-293-1294 293-1294. Hạ Đỏ Bích Phượng xin trân trọng kính mời. Lung Tung Sàng thân chào quý khán giả. Để mang niềm vui tới như những món ăn tinh thần sảng khoái hàng ngày dành cho các bạn, Lung Tung Sàng chúng tôi với tiêu chí vui là chính, vui thật vui là 10, đang có các chương trình livestream Lung Tung Sàng với các ca sĩ khách mời đặc biệt vào thứ ba hàng tuần lúc 7 giờ tối giờ Cali. Chương trình Thâu Live cùng LTX Band dành cho các bạn có đam mê ca hát và các dịch vụ hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham gia trở thành LTXer
để download library nhạc hàng tháng của LTC và theo dõi các hoạt động đặc biệt của Lung Tung Sen. Vui là chính, vui thiệt vui là mười. 1, 2, 3, vô. Nãy giờ không thấy gì ngoài mấy ly bia hình mấy. Trang Yến Vi một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi và thưởng thức chương trình tác giả và tác phẩm số 1. Nhạc sĩ sáng tác muốn giới thiệu tác phẩm của mình và Mạnh Thượng Quân bảo trợ xin gửi về email về LTX và tác giả gmail.com. Và thưa quý vị, phần 3, chỉ còn 3 nhạc phẩm nữa thôi được Hạ Đỏ Bích Phượng sáng tác vài tháng nay. Như chúng ta biết, vào ngày 24 tháng 2, lịch sử ghi dấu một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cả thế giới đều cảm thấy bất bình trước cảnh Nga tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Mỗi ngày thì chúng ta đều đau lòng khi thấy hình ảnh di tản, chồng vợ xa cách, phụ nữ, người già, trẻ em đi lánh nạn, đường phố bay khói súng, xe tăng, xác người nằm la liệt hoặc bị vùi chôn tập thể. Tất cả những sự kinh hoàng trong chiến tranh đều mang lại cho mọi người sự sợ hãi và đau khổ, nhất là người Việt chúng ta đã từng đi qua những ngày tháng chiến tranh đau thương. Rất tiếc là chiến tranh đang xảy ra, dù ở phương xa nhưng cũng gây nhiều thương cảm. Sao vậy ra chiến tranh? Em không muốn chiến tranh, không cần biết ai đúng sai. Xin hãy ngưng chiến tranh cho muôn dân yên lành và xin cho em thơ không xa mẹ, xa cha. Đừng gây ra chiến tranh, đừng gieo thêm mầm hủy diệt cho con người. Và dòng cảm xúc của nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng về chiến tranh lại được ghi xuống dường như là câu hỏi của tác giả trong bài nhạc, cũng chính là sự thật về những ẩn số mà chưa có câu giải đáp. Một lần nữa, ca sĩ Bích Vân và ca sĩ Anh Tuấn trở lại mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiến tranh buồn. Thank you.
chiến tranh, chỉ là ranh giới mong manh giữa sự sống và chết. Xin hãy ngừng chiến tranh cho muôn dân yên lành, và xin cho em thơ không xa mẹ xa cha. Đừng gây ra chiến tranh, đừng gieo thêm mầm hủy diệt cho con người. Đừng gây ra chiến tranh, đừng gieo thêm mầm hủy diệt cho con. Cảm giác khi nghĩ về chiến tranh, khi sống trong chiến tranh quá nặng nề, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì Trấn Vy xin giới thiệu một nhạc phẩm trữ tình. Đây là dòng nhạc của nhạc sĩ nổi danh Từ Công Phụng. Anh chị nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng rất yêu thương và quý mến nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng. Và năm ngoái thì khi biết Hạ Đỏ Bích Phượng bị bệnh, anh chị nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng ghé thăm, và nhạc sĩ Từ Công Phụng đã viết một dòng nhạc tặng cho Hạ Đỏ Bích Phượng, viết lời để làm kỷ niệm. Nhìn anh chị thì thấy rất là hạnh phúc. Và nhìn ông anh tuổi đã cao, tóc pha xương mà vẫn còn đam mê sáng tác, nên Hạ Đỏ Bích Phượng viết những lời tha thiết dùng tác giả. Lạc dòng mình anh ngỡ bóng trên đường, giọt xương thời gian trên tóc phai màu, tình ca ngày xưa thấm sâu vào cõi lòng anh, lấp đầy tình yêu kiếp này, yêu người. Và Trấn Vy xin mời quý vị một lần nữa thưởng thức giọng hát mượt mà, ru ngủ của ca sĩ Đồng Lan trong điệu rumba lạ lướt cho nhạc phẩm Yêu Người, nhạc Từ Công Phụng, lời Hạ Đỏ Bích Phượng. Chân ai rơi mãi vô tận, vì sao mùa thu lá bay vàng ướt tình ta, mắt buồn sâu loáng khắp trời vẫn vương. Lạc dòng mình em ngã giọt sương thời gian trên tóc phai màu, tình ca ngày xưa thắm sâu vào cõi lòng em, lấp đầy tình yêu kiếp này, yêu người. Em yêu người một đời không sao nói hết lời, yêu người
giai điệu rất du dương say đắm của nhạc sĩ Tự Công Phục và lời hát của một người đàn bà yêu rất nhiều Hạ Đào Bích Phượng, và lan hát bằng cả trái tim này và ghi đăng 5 giờ sáng, lan hát bằng cả giấc mơ. Mời quý vị cùng. Bài nhạc cuối cùng chúng tôi xin dành tiếng hát hôm nay như một lời cầu xin mới cho tình yêu, cho con người và cuộc sống, nhất là dành cho những người bất hạnh phương xa đang ăn ngủ không yên vì bom đạn, vô tình trong chiến tranh khắc nghiệt. Cầu xin tiếng súng ngưng vang dội, cầu xin chiến tuyến đừng phơi thay, bàn tay hãy níu sâu hy vọng, tìm nhau trong khói dáng mây ngàn, lạy trời cho mưa xuống xóa tan những tham vọng, mọi người chỉ mong sống một đời không chiến tranh. Xin mời ca sĩ Vasa, Bích Vân, Anh Tuấn và Đoàn Phi gửi tâm tình bài nhạc này theo gió bay và tâm hồn mọi người ở đây và đến tận bên trời xa với lời cầu xin số 2, mong sớm có hòa bình. Thank you.
khói giăng mây ngàn. Lạy trời cho mưa xuống, xua tan những tham vọng. Mọi người chỉ mong sống một đời không chiến và Trang Vy cũng rất là cảm ơn quý khán thính giả đã nghe và ủng hộ rất là nhiều. Với cái tinh thần đó thì các anh em nghệ sĩ sẽ mỗi ngày sẽ có tốt đẹp hơn. Và riêng thì Trang Vy cũng rất là cảm ơn ban nhạc và riêng nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng. Cô đã mang những cái dòng nhạc đến đây để cho quý vị có thể thưởng thức những cái tâm hồn sâu lắng của nhạc sĩ. Phải nói là trong cái dòng nhạc của Hạ Đỏ Bích Phượng, Trang Vy thấy rằng là trong cái tâm hồn của chị nó có một cái sâu lắng gì đó của chính chị và cho đất nước. Nó có một cái âm hưởng buồn, buồn đến khi mà Trang Vy có khi đọc, mình cảm thấy mình đang nghẹn ngào trong cái lời nhạc của chị và trong những cái vần thơ của chị. Thưa quý vị, Trang Vy hy vọng rằng chương trình 2, nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng sẽ có nhiều nhạc phẩm hơn và đi vào lòng người hơn với những cái nhạc phẩm để cho chúng ta thấy rằng có một sự yêu đời hơn và đừng có buồn bã nữa. Nhưng mà tất cả thì chúng ta cũng vẫn là cảm ơn tất cả các ca sĩ ngày hôm nay, phải nói là với một cái động lực nào đó mà ca sĩ nào hát cũng hay hết. Từ đầu đến đuôi Trang Vy thấy rằng là chưa có chương trình nào giống như ngày hôm nay. Và chính vì như vậy, quý vị nhớ vào trong chương trình, quý vị cho một cái like, quý vị nhớ vào YouTube nha, cho một cái like và nhấn một cái chuông bên tay phải cho một cái subscribe cho chương trình của Lung Tung Sèn. Thật sự ra là Trang Vy mới đổi cho cái ban nhạc này là Lung Tung Sèn là bởi vì ngày hôm nay là phải nói là Lung Tung Sèn quý vị. Nhưng mà chương trình thứ hai thì chúng ta sẽ có gọi là Lung Tung Sèn hơn thưa quý vị. Và bây giờ thì xin mời tất cả các ca sĩ cùng đồng ca một bài phải không ạ? Để cho chúng ta tạm biệt quý khán thính giả. Cái nhảy thôi. Vâng. Dạ, xin ban nhạc Tango. Và thay mặt cho ban tổ chức Trang Vy xin một lần nữa cảm ơn tất cả sự yêu thương của quý vị và tất cả các ca sĩ ngày hôm nay và riêng nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng và ban nhạc Lung Tung Sèn. Và Trang Vy và ban tổ chức sẽ xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới với
tác giả và tác phẩm đợt 2. Xin quý vị cùng theo dõi đón nghe. Gian ấy ta thoát thai làm người dân.